với lễ ký kết độc quyền tổ hợp công nghệ trị giá nano mạch máu và sắc tố da giữa công ty cổ phần thẩm mỹ Oyo và tập đoàn Wellbeck Hàn Quốc trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Bùi Thị Ngọc Liên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm mỹ Oyo sẽ lên có cơ hội chia sẻ. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng tất cả các vị khách quý có mặt trong hội trường ngày hôm nay, tôi là Bùi Thị Ngọc Liên, Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Thẩm mỹ Ohio. Hôm nay tôi có mặt ở đây xin có một đôi lời chia sẻ về trong cái buổi lễ chuyển giao ngày hôm nay. Sau hơn 12 năm phát triển và đồng hành cùng quý khách hàng, bệnh nhân trong việc điều trị các bệnh lý về da liễu liên quan đến sức khỏe và thẩm mỹ, phòng khám Ohio luôn cố gắng mang lại những kết quả tốt nhất cho khách hàng. Nhận chuyển giao độc quyền tổ hợp công nghệ Pico gồm Mercury LX trong điều trị giãn mau mạch, Piconil 450, Pico Alex trong điều trị các bệnh lý liên quan đến sắc tố da, chàm bớt, xóa săn từ tập đoàn Wellbeck sẽ là một bước tiến lớn và vững mạnh trong việc nâng cao hiệu quả điều trị tối đa cho tất cả các khách hàng, bệnh nhân bị những chứng bệnh trên. Alex라는 장비는 원택에서 만든 가장 짧은 펄스 듀레이션의 피코 장비 중에 하나예요. 그래서 파스텔이랑 비교했을 때 이거의 가장 큰 장점은 파스텔로 몇 번이고 치료를 해도 지워지지 않은 색소들을 이걸로 치료했을 때 에너지들을 비교할 때 파스텔에 비해서 에너지 조합이 낮은 에너지로 효과적으로 chúng ta sẽ đến với phần bốc thăm may mắn với rất nhiều những phần quà đặc biệt ngày hôm nay. Tài trợ 100% chi phí điều trị về sắc tố da. Vâng, xin được chúc mừng chị ạ. Phần quà của em đó là tài trợ 50% chi phí điều trị sắc tố da mọi người ơi.